Mày lấy 2 triệu làm cái gì hả? Tao đập đến thế rồi mày mày còn trơ trơ cái mặt ra hả? Cái con giúp con này. À, để tao đập vào nick mày xem mày còn ngoan cố hay không. Ôi thôi mẹ, em Hồng nó còn nhỏ, lỡ mẹ tha cho nó đi ạ. À, mày mà bên nó, tao đập cả mày lẫn nó đấy. Đi lấy cái roi mây cho tao. Con với chả cái, mua xếp gì mà tận cả 2 triệu hả? Xếp con đứt rồi, con mua xếp về nhà chỉ bán xếp 4 xe, còn 65.000 thôi mà. Mẹ ơi, roi mây con không tìm ra, hay là mẹ lấy tặng cái ghế, không thì cái giá đựng điện thoại này ạ. Mẹ ơi, hôm nay con được 10 điểm nói chuyện riêng trong giờ học. Tí nữa mẹ cho con ăn đòn, à không, ăn thịt nai xào tỏi nha mẹ. Ừ. Mẹ ơi, chị này tội nghiệp quá, chị bị mù mẹ ạ. Ừ, tội nghiệp thật, để mẹ cho bạn ấy ít tiền. Cảm ơn, cảm ơn. Mẹ ơi, tội nghiệp bạn ấy còn bị câm nữa mẹ ạ. Ừ, tội nghiệp thật. Thôi, tặng cháu một đôi dép chữ C K4 cent để một em chân đang sale bên nhà chị bán dép 65.000 nè. Dạ, cháu cảm ơn bác ạ. Đừng có xúc phạm tôi. Tôi không thiết tha gì công việc ở đây đâu. Cô dám cãi tôi hả? Cô có muốn ăn một phiếu phạt nữa không? Chị không phải dọa tôi. Một phiếu chứ 10 phiếu nữa tôi cũng không sợ. Đã rất nhiều lần tôi phải nín nhịn những lời xúc phạm của chị. Nhưng lần này tôi không nhịn chị nữa đâu. Thế thì đi ra khỏi đây ngay. Chỗ này không thừa tiền mà thuê cô.